Do rối loạn chức năng chuyển hóa đường trong cơ thể, việc điều trị tiểu đường đang là thách thức của cả y học Tây y và Đông y. Khi mắc bệnh tiểu đường, người bệnh thường hay khát nước, đi tiểu nhiều, ăn nhiều nhưng vẫn thấy đói, cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi. Chính vì vậy, người bệnh cần điều trị kịp thời, tránh biến chứng về sau. Cái nguyên nhân mà chủ yếu của bệnh tiểu đường thì đều xuất phát từ cái thiếu insulin. Thì thông thường thì các yếu tố như là gen di truyền này, người thừa cân béo phì này, người ít vận động này, hoặc là khi chúng ta ăn nhiều thịt đỏ hay chế độ ăn uống sinh hoạt không được lành mạnh cũng là cái nguyên nhân gây nên bệnh tiểu đường. Hiện nay các chuyên gia hàng đầu khuyên người bệnh nên kết hợp sử dụng các sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường từ thảo dược thiên nhiên như thiên hoa phấn, sinh địa, hoài sơn, thạch hộc, mạch môn, nhục thung dung, ba kích, sơn thủ du. Nếu nói sản phẩm ấy thì bao giờ người ta cũng quan tâm đến cái thành phần trong đó, thì gồm có cái hoạt chất gì. Thì trước tiên chúng ta tìm hiểu cái dược liệu đầu tiên ấy, đó là thiên hoa phấn, thì có một hoạt chất rất quan trọng, đó là lectin. Nó có tác dụng mà hỗ trợ làm hạ đường huyết một cách nhanh chóng ở những người mắc bệnh tiểu đường phụ thuộc vào insulin. Và tiếp theo đó là sinh địa. Thì khi dùng sinh địa nước sắc thì ta thấy đường huyết ấy giảm xuống một cách ổn định. Nó có thể là chứa nitơ và sunfua và làm giảm đường huyết trong máu hiệu quả và nhanh chóng. Và thứ ba là cái thảo dược hoài sơn ấy, sử dụng khá nhiều trong các bài thuốc chữa bệnh như tác dụng như là tiêu khát này, rồi tác dụng là chữa bệnh tiểu đường này, do các tác dụng làm giảm cái thèm ăn về tinh bột, và đồng thời ấy, nó làm giảm cái sự thủy phân tinh bột thành đường. Thì các thành phần này ấy, khi kết hợp với các thành phần khác như là mạch môn này, rồi nhục thung dung này, ba kích này, sơn thủ du này, thì nó sẽ làm tăng cái hiệu quả trong quá trình sử dụng sản phẩm để hỗ trợ điều trị cho người bệnh tiểu đường. Và qua tìm hiểu ấy thì tôi nhận thấy sản phẩm Bepharin này thì có chứa các thành phần mà tôi vừa nêu ở trên. Việc kết hợp các thành phần thảo dược thiên nhiên giúp cho sản phẩm Bepharin có tác động với cơ chế hỗ trợ điều trị hiệu quả hơn. Cụ thể, quá trình được chia ra làm 3 giai đoạn chính. Giai đoạn 1, trong khoảng 15 ngày, Bepharin giúp người bệnh ăn ngon, ngủ ngon, người bệnh bớt lo lắng, hồi hộp. Giai đoạn 2, đường huyết bắt đầu ổn định, kích thích tuyến tụy sản sinh insulin. Giai đoạn 3, củng cố chức năng các cơ quan như gan, thận, người hết cảm giác đói, khát nước dữ dội, những triệu chứng nặng khác như đau mỏi tay chân, vết thương lâu lành cũng không còn. Đặc biệt, đường huyết ổn định bền vững, không dao động như trước. Trước đây thì đường huyết của tôi lên đến 15 chấm, mà tôi thì là người kỹ tính, đã chọn uống nhiều cái loại thảo dược khác nhau, mà đường huyết của tôi cứ trồi cứ sụt thất thường, người tôi cứ quể quải để đi tiểu liên tục. Một thời gian tôi thấy mắt mình có dấu hiệu mờ đi, uống thuốc tây nhiều lại sinh ra cái bệnh đa bao tử, tôi chán lắm. Cho đến khi tôi sử dụng Bepharin này một tháng là tôi thấy đường huyết tôi bắt đầu ổn định, mắt thì sáng hơn, trông rõ, tôi mừng lắm. Đến nay tôi vẫn sử dụng sản phẩm Bepharin. Những biến chứng mà bệnh tiểu đường gây ra rất nguy hiểm. Chính vì vậy, người bệnh tiểu đường cần thăm khám định kỳ và sử dụng các phương pháp từ thực phẩm bổ sung theo liệu trình để mang lại hiệu quả. Bên cạnh việc ăn uống, sinh hoạt lành mạnh hơn, thì hiện nay Bepharin đang là lựa chọn ưu tiên cho người bệnh tiểu đường trong và ngoài nước.